Rồi video tối hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cái cây mai cúc rin gốc xù và cốc. Thì cái cây này á là hoành nó gần 30 lần nha mọi người. Hoành lớn lắm. Đây. Mới cái nửa cái tay mình mới cái nửa thân nó. Đấy là cái thân đó nha, còn cái cũ thọc của nó cũ đó khung. Mà mình sẽ giao lưu rễ cho mọi người nha. Cái cây này là cây mai cúc rin đọt đỏ. Đọt đỏ nha anh em, có nhiều anh em mà không có phân biệt được đọt đỏ thường với lại đọt đỏ huyết long đó. Này là đọt đỏ thường nha anh em, tuy nó đậm nhưng mà nó vẫn thường, đối với mình là nó vẫn thường nha anh em. Cho mình không có ham nữa mà mình kêu là huyết long hay gì hết. Thì cái cây này á, đây, cái vết bấm vết cách này. Bởi vì sao là mình muốn cho nó cù lại á, là mình phải cách dưỡng lại ngay từ đầu. Mình cũng giống như cái mà giờ đồng tiền của mình nha, mình cắt ngay từ đầu rồi nó mới bắt đầu nó ra mấy cái tược như thế này, mình bắt đầu dưỡng lại. Cho nên cây là nó nuôi nó phải lâu dài và nó mới đạt được cái độ nghệ thuật với lại cái thành phẩm. Bây giờ đó là mình mới dưỡng lên à, nhưng mà bán giá nó cũng tương xứng với nó nha anh em. Cúc này cúc bông cực kỳ to, bông siêu to luôn anh em. Nếu mà có tin tưởng đó, thì mình cứ mạnh dạn giao lưu. Đó. Cảm thấy coi ok thì anh em cũng tiếp tục ủng hộ mình thêm nha. Đó. Giờ mình kẹt tiền thì mình bán được trang trải phân thuốc thôi anh em, chứ không phải là có vấn đề gì hết. Còn nếu mà trả giá không tới, hoặc là trả giá nhiều anh trả giá cực kỳ thấp mà nó quá đáng quá thì mình cũng không có giao lưu đâu nha anh em. Đấy, mình chia sẻ chân thành luôn, chứ không phải là vì cái tiền mà mình phải bán tháo bán đổ bàn bè đâu. Mình phải giữ khuôn nét của cái giá cả của cái cây, giá trị của cây đó. Đó là tôn trọng cái vấn đề mà công sức mình nuôi trồng, chứ không phải là mình cần tiền mà mình bán tháo bán đổ là không phải đó. Nhưng mà bán trong cái tầm giá vừa rẻ nhưng mà nó cũng đạt được cái lợi nhuận cho mình chứ, đúng không? Phải có hai bên lợi nhuận hai bên. Rồi thì cái cây á là mình cắt ngay vào đây luôn. Cắt ngay vào đây. Đấy, thì có sao nó dài thì cái chỗ này á là nó có cái thẹo vô đây. Đấy, nhưng mà mình đã làm sơ qua rồi. Mình đã làm sơ qua giống như một cái lũa nó thôi. Đó. Bây giờ nếu mà có bán phôi thì cái cây này thì anh em kiếm ngoài thị trường nó cũng không có. Chắc chắn luôn. Không có cái dòng mà nó ra xù cốc cúc rin như thế này đâu. Và có phai chân đi nữa thì nó cũng bán giá cực kỳ cao cho anh em nha. Đây, dàn chân đế rễ này. Đấy, cái cuồng cây nó đẹp. Nếu anh em chơi kỹ thì anh em không thích cái lũa này, anh em vẫn có thể cắt. Cắt mình gọt thêm, để mình chơi càng lùng thì càng tốt. Nhưng mà anh em phải đầu tư cái thời gian. Đó, chơi cây là phải chờ đợi. Cây nó khinh, cắt cùi nó này. Nó khinh cái cùi tay của nó này không, nó khinh coi lại này mà do mình chưa đi game nọc thôi. Nếu mà đi game nọc thì mình bấm cù tàng lại nhìn coi nó gọn gàng hơn, coi nó tược rồi nó tốt quá đi, cho nên là nó sung coi thì nó ra rất là nhanh. Đấy, các cái vết lành của nó này không, nó dè khinh đến nỗi mà nó vết lành thôi. Coi anh em nhìn cái dàn lá này cực kỳ tốt luôn, lá cực kỳ tốt cho anh em ha. Form cây thì nó tròn trịa. Mình quay từ bên trên quay xuống cho anh em nha. Do cây này là mình cũng đỡ thấp thôi chứ nó không có cao, nên mình quay được phần bên trên luôn cho anh em. Đấy, nó dốc nhọn lên. Đây là cái ngọn này, mình đi cái ngọn đây. Mình lấy tay đây. Sau này tay đây cũng vẫn là làm chú được nha. Tay đây nó ra cành, phóng cành dương của nó này, điểm dương của nó này. Được 1 này, 2 này, 2 tay này, 3 này, 4 này, 5 này. Nó ra đúng năm tay, mình canh đúng năm tay rồi. Đây là cái chi phụ đó mà mình nuôi nó thôi, mình nuôi á, mình dự trù lại, nuôi cho nó kéo nhựa lên vào phần bên trên này. Quan trọng là mình bán cái phần bên phần gốc bên dưới nó cực kỳ đẹp nha anh em, cái xù cốc anh em thôi. Để mình zoom lên cho anh em xem nha. Giờ buổi tối thì nó cũng không có rõ lắm. Đây mình quay cực kỳ kỹ càng và cận cảnh luôn. Nó có một cái đuôi này, ngoài chỗ này là rất là hay nè, như một cái con thú nằm luôn ha. Đó, mình lấy từ xe cho anh em xem này, mà vẫn đỡ màn hình zoom lên nha anh em.
Chẳng phải mình đang dăng cái màn hình làm gì mà quay cho anh em thấy cái cú nó này không, cú đẹp nó bự cực kỳ bự luôn đó, không hết tay luôn nè, cái thân nó đã không hết tay rồi, nói chỉ cú không không thấy luôn đấy, thân cực kỳ to. Này mà kiếm được cái cây cục rin như thế này giá cực kỳ cao nha anh em, không có đơn giản đâu. Nó là cục, cái form nó là form bonsai rồi. Có kẻ anh em có mua cái phôi như thế này mà cái phôi giáo nó cũng hiếm rồi, đừng nói mà cây cúc nha anh em. Thì mình bán vẫn giữ giá cho anh em thôi. Anh em nói mình đang bao nhiêu là năm nay mình vẫn giữ giá, mình không có tăng, mặc dù để châm một cái lượng thời gian nhất định rồi, mình chấp nhận chờ đợi, với lại là phân thuốc bây giờ nó cũng cực kỳ tăng rồi. Nhưng mà bây giờ cái cây cối, cây cối là món hàng, mà món hàng vui chơi thôi chứ không phải là cái vấn đề gì nó cấp thiết. À, anh em cảm thấy hợp cái ví tiền của mình thì mình giao lưu, không thì thôi. Thì mình có cây mình chia sẻ với anh em ha. Dàn chân đỡ rỡ nó đây, cực kỳ đều đấy, mạch bên này nha anh em. Đấy, mạch bên này nè, ngồi cực kỳ to nha anh em, nó sâu hết vậy đó, nó sâu cấp nguyên cái cũ luôn, lên tới thân này, lên thân tới tay một luôn này, thoát ra tay một không, các cùi tay nó ngắn, nó hay ở chỗ đó, các cùi tay nó ngắn, mình chấp nhận đánh đổi thời gian, cắt ngắn lại cho nó ra mấy cái, nó xì ra mấy cái tược đấy, không nó lên rất đẹp, cái cuồng đi lắc lượng, đây gọi là có cuồng xưa chứ không phải đơn giản đâu nha anh em, lắc léo kiếm nó hiếm lắm. Rồi anh em nào có thương mến cây này thì liên hệ số điện thoại 0849020790 nha anh em, cây form rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp luôn, đều củ xù và cốc nha anh em. Rồi xin chào, độ hiếm có của nó rất là dữ dàng.